Các bạn ơi, bây giờ là rất chiều rồi. Tôi cứ tiếc cái ánh nắng nên tôi lại quay lại nơi đây. Để các bạn nhìn đấy. Đây tôi đang đến trên cái trục phố Lò Đúc đây. Giao nhau với Hòa Mã, còn một bên là Phạm Đình Hồ. Đấy các bạn nhìn thấy cái dặm cây sao đen đặc trưng trên cái tuyến phố Lò Đúc chưa? Đấy, thân cây sao đen này này các bạn này. Đấy, cái giống cây trồng được ươm từ cái vườn ươm La Pho. Ở trên Thụy Khuê đó các bạn ạ. Đấy, có cái bước chân của tôi đã bước về cái dốc La Pho rồi. Thế bây giờ đây là cái trục Lò Đúc nhé. Cái hướng mà tôi ghi hình cho các bạn là xuôi về Odomat ấy. Thế còn góc này là Hòa Mã này, nối về phố Huế này. Thế còn đây là xuôi Lò Đúc. Rồi, cái dặm cây, cái hàng cây sao đen. Tít tắp này. Đều này. Đây cái hướng này là hướng ghi hình là từ Lò Đúc là nối về Hàn Thuyên với Phan Chu Trinh vào nhà hát lớn này. Thì tôi quay góc này để các bạn nhìn thấy một xíu thôi các bạn nhé. Đấy cái dạng cây, cái hàng cây sao đen đều tăm tắp trên cái trục phố Lò Đúc các bạn thấy chưa. Tiến lại gần một chút nhé. Không phải bây giờ còn không đánh số nữa. Đấy. Tôi tiếc cái ánh nắng chiều, cái nắng xuân của Hà Nội, nên tôi là phải đi ngược lại từ cái vùng đất Tứ Liên lên trên đây. Đấy, các bạn ơi. Đây là cái trục phố Lò Đúc các bạn nhé. Thế nhưng mà hôm nay này tôi lại không đi cái trục phố này các bạn ạ. Tôi đưa các bạn đi cái tuyến phố Phạm Đình Hồ. Rồi. Cái trục phố Phạm Đình Hồ này này. Với tôi cũng là một cái trục tuyến phố mà tôi rất ít đi. Các bạn. Ừ. Phạm Đình Hồ với Lò Đúc này. Thì ông Phạm Đình Hồ này thì là quê gốc là ông ở Bình Giang, Hải Dương các bạn ạ. Ông ấy, thời của ông là cuối thế kỷ thứ 18 và đầu thế kỷ thứ 19. Ông sinh năm 1768, ông mất năm 1893. Nói chuyện tựa cùng thời với cả bà chúa Thơ Nôm đấy, Hồ Xuân Hương. Đấy, tuy quê ông ấy ở Hải Dương nhưng mà ông lại lớn lên và sinh sống là ở cái đất Thăng Long này. Bản chất là rất là hào hoa và mộng văn chương. Thế nhưng mà cuộc đời của ông thì cũng nhiều cái nỗi khổ. Năm người con vất vả, bố mẹ thì mất sớm. Bố mẹ mất là cha mẹ mất là năm ông có 11 tuổi. Đến 20 tuổi là chịu hai cái tang lớn của cha mẹ. Thế nhưng ông hào hoa mà học rất giỏi, văn chương, chữ nghĩa cũng là rất là giỏi. Cái thời Minh Mạng là năm 1821 thì là vua Minh Mạng là triệu ông ra làm quan. Đấy. Và phong cho ông chức là Tế Tửu Quốc Tử Giám. Tế Tửu Quốc Tử Giám chính là cái giám đốc, gọi nôm là như bây giờ mình nói là phụ trách là giám đốc của cái trường Quốc Tử Giám đấy. Thế nhưng mà ông Phạm Đình Hồ này, ông dạy học sinh sinh viên thì
học sinh thì cũng nghiêm khắc lắm. Thế tôi vẫn có cái câu chuyện là hỏi bài một cái cậu học trò mà không thuộc bài, cáu giận lên là ông khoác cả cái đôi giày đôi hài ra ông ném vào cậu học trò đấy. Nói chuyện xảy ra là ở Quốc Tử Giám đấy các bạn ạ. Đây các bạn đi cùng tôi nhé. Đây cái tuyến phố này phải ít đi lắm. Đây cái khu tập thể. Chắc là 4, 1, 2, 3, 4 tầng thôi. Ở đấy thì 4 tầng thôi. Xây gạch, đua ra. Cạnh cái số nhà 20 Phạm Đình Hồ. Cái phố Phạm Đình Hồ là nhiều biệt thự lắm. Chết. Này, quán cà phê để các bạn thấy không? Để cho các bạn xem đời thủa nhà ai này. Chữa đau lưng, đau vai gáy này. Khu tập thể số 18A Phạm Hồ đấy, cái thứ nhất. Bên đường thì tôi rất thích ghi hình các cái cảnh mưu sinh. Các bạn ấy chuyên vá xăm lốp, cân bằng động lốp ô tô. Đấy, cảnh mưu sinh trên cái trục phố Phạm Đình Hồ. Đấy, cứ đi nhé các bạn nhé. Đấy, tôi để xe ở cái chỗ góc Phạm Đình Hồ với cả giao nhau với cả Hàng Chuối. Cái phố Hàng Chuối là cái phố mà cũng có nhiều biệt thự khác. Đây cho các bạn xem một cái nhành hoa dâm bụt. Tầm bụt một chút nắng chiều xuân các bạn. Đây thẳng tới là giao nhau với cả phố Hàng Chuối. Đây các bạn nhìn đấy, đây xa xa này, hai cái tòa building mọc lên này chính là cái bệnh viện quân đội đấy, bệnh viện quân y 108 đấy. Ở trên cái trục đường giáp với cả đê từ Vĩnh Tuy đổ về dốc Bắc Cổ đấy. Đấy các bạn thấy nội ra xem. Đây còn đây. Đây là cũng một cái căn biệt thự của Pháp. Góc Hàng Chuối với cả Phạm Đình Hồ. Đấy. Đấy đi tí một nát lên là các bạn thấy chưa, góc kia này quán cà phê, mặt đường lấm tấm nắng, cà phê 45 Hàng Chuối đấy, giao nhau với Phạm Đình Hồ đấy. Đấy còn đây là tôi ghi góc hình nhà Hàng Chuối là xuôi về Nguyễn Công Trứ đấy, cắt ngang về Nguyễn Công Trứ đấy các bạn. Đấy siêu siêu thế thôi. Để các bạn đi tiếp cùng tôi nhé. Đúng là tiếc cái ánh nắng chiều nên đâm ra là quay lại cái tuyến phố Phạm Đình Hồ này. Đây.
Hoàng Đình Hổ và Hàng Chuối đây. Đấy. Nối tiếp biệt thự, mấy biệt thự này các bạn thấy không? Đây, cụ Phạm Đình Hổ này là thọ là có 71 tuổi, cụ thọ được 71 tuổi. Đấy, cụ là cái tác giả của cái tập Vũ Trung Tùy Bút. Tập Vũ Trung Tùy Bút này dịch nghĩa rằng là nghĩa là tùy theo cái ngọn bút mà viết trong khi mưa đấy. Các trong cái tập Vũ Trung Tùy Bút của cụ Phạm Đình Hổ là cụ ghi lại những cái việc xảy ra vào cuối cái thời Lê Sơ và cái thời Quang Trung. Đấy các bạn nhá. Yêu cái ánh nắng chiều này. Tiếc cái ánh nắng chiều này. Đi lại đấy. Đấy, đi bên này nhé. Đây, tôi đang đi là qua cái dãy biệt thự của nhà số 10. Ở đây rồi. Đấy. Đây cũng là cà phê này các bạn. Đấy, và góc đây là sẽ các bạn sẽ nhìn lại cái cây hoa cả của cái khu biệt thự, của cái tòa biệt thự số 7 Phạm Đình Hổ. Đây cái cổng nhỏ mà vào số 7 của cái khu biệt thự số 7 Phạm Đình Hổ đấy. Đây, tôi đi tiếp cho các bạn nhé. Gần lên này. Chỗ này là điểm cuối này là giao nhau với Tăng Bạc Hổ. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Đây, hoa cả. Dụng hè. Bên cái tường rào của cái căn biệt thự xưa. Ba tầng các bạn. Đây tôi quay xíu xíu vào để các bạn có thể nâng máy để các bạn ghi hình vào cái sân trong của cái biệt thự. Đấy, cái thân cây hoa gạo to chưa các bạn? Đây. Hoa gạo rụng này. Ôi chó. Đấy, tôi ngước lên để các bạn thấy này. Đấy, đi xíu nữa này. Vài bước nữa là sẽ đây cái phố Tam Bạc Hổ đây. Đấy các bạn. Đây góc này nhìn có lẽ là nhìn rõ hơn cái cây hoa gạo này. Đấy, tường cái cây hoa gạo mà nó mọc nó tới mức độ mà nó đẩy cả cái tường nghiêng ra này các bạn nhớ. Đây cái thân gốc của cái cây hoa gạo này đổ cái bức tường nghiêng ra này. Đây cái góc này nhìn thì sẽ thấy cái còn bên này là cái cổng của cái số nhà 32 cũng khu biệt thự đấy là 32 Tam Bạc Hổ. Kiến trúc Pháp. Đây các bạn thấy các cái họa tiết của cái ô tròn đặc phương Đông. Có lẽ đây là hình những lá sen, hoa sen trong bùn. Tôi cứ tưởng tượng như thế. Đây các bạn thấy đẹp nhất là hoa gạo rực trong cái nắng chiều xuân. Cái nắng xuân chiều. Đấy, tôi cứ
vương vấn trong đầu cái hình ảnh cây hoa gạo này. Cho nên tôi sẽ phải quay lại cái phố Phạm Đình Hồ là cái lý do vậy đấy các bạn. Đấy, các bạn nhìn thấy đẹp không? Đấy, cái ánh nắng chiều nó xuyên qua kẽ lá. Đây cũng là một cái căn biệt thự kế bên số 134 Tam Mặt Hồ các bạn. Im lìm. Đấy, quay góc nghiêng này là các bạn lại nhìn thấy cái dịch đỏ của cây hoa gạo. Đấy, cái mục đích của tôi ghi lại cái nhất thước hình này là cái nơi, cái tuyến phố mà tôi rất ít qua các bạn. Đấy, tôi sẽ trở lại cái căn biệt thự, cái ngôi biệt thự số 7 Phạm Đình Hồ có cây hoa gạo, tôi sẽ dừng hình đấy nhé. Tường gạo các bạn nhìn, cái nắng chiều. Đấy, vậy thôi. Xíu xíu vậy thôi các bạn nhé. Tiếc cái ánh nắng chiều, tiếc cái hoa gạo nở trong tháng 3. Thế tôi đi lại cái đoạn phố ngắn Phạm Đình Hồ. Đấy, ông là cái tác giả của cái tập Vũ Trung Tùy Bút ấy, sống cuối thế kỷ thứ 18 và đầu thế kỷ thứ 19. Đấy, cái đoạn phố ngắn là từ Lò Đúc có lặng cây Sao Đen cắt qua Hàng Chuối đến cuối tuyến là tuyến phố là phố Tam Mặt Hồ. Đấy, vậy thôi các bạn nhé. Đấy, dừng hình xíu xíu vậy thôi các bạn ạ. Đấy, dừng hình trong nắng chiều.